Give it to me. No. Now. But I want to still play it. Give it to me. But look, I still play it, Mama. Me. Yeah? Hey, I play dinosaur because I cannot look for the dinosaur here. Yeah, but it's my phone. Huh? My phone. Give it to me. Dạ, mommy đi nấu cơm ở trên đây lén lấy điện thoại chơi ha. Ai cho phép? Có hỏi mommy không mày dám? Rồi đây, nhanh lên. Good. Now, tidy up your paper and your toy. Okay. But I can have this? No. Let's see how good you are. Biết tidy up muốn bỏ vô trong thùng mà bỏ lên trên giường rồi thôi cũng vậy à. Rồi trèo lên trên giường chơi luôn đi. Cái đó đâu phải cái chỗ con để con bỏ đồ chơi đâu. Cái đó đâu phải là chỗ để bỏ đồ chơi đâu. Đồ chơi là bỏ trong thùng chứ ai mà bỏ lên giường. Rồi sao ngủ? Nhưng mà mommy không có cho bỏ trên đó. Tự nhiên cái biến cái giường của mình thành cái chỗ đựng đồ chơi à. Tại sao có mấy cái thùng đó không chịu bỏ vô? Thôi đi up đi còn kìa. Xong chưa? Chưa xong đó. Còn mấy cái nữa kìa. Xá gì ghê thiệt chứ. Không biết dọn là nó không dọn đâu à. Thì khi nào mommy biết con dọn con mới dọn chứ con chả khi nào tự dọn. Còn cái gối nó ngủ dậy sao nó tràn ra ngoài luôn vậy? Hả? Đẩy cái gối vô. Đúng rồi. Ngủ xong đẩy gối vô chứ. Tràn ra ngoài. Còn đôi dép của mommy làm sao? Đem tới đó chi vậy? Để không đu đắp làm sao mà sao mà tới chỗ kia dữ vậy? Đúng chưa? Đúng rồi. Dép mommy là để ngay giường mommy chứ, đúng không? Yeah. Yeah, mommy, can I have this one now? Đem vô để yellow bag. Okay.